Hello, chào mọi người. Đây là chỗ nên cái chỗ mà hôm qua tôi có nói về cái chỗ mà nó bị thiên tai, nó bị lún cái lỗ trong kia, ngay cái chỗ lún rồi đất nó tràn xuống đó. Giờ cây cây đó mà con thấy không, cây nó bị nó gọi là lún lún cây nó bị lở sạt lở rồi. Cái nhà trên đó, nhà trôi xuống ở trên dốc đó, nhà trên dốc nó trôi xuống chết tổng cộng không bao nhiêu người đó. Rồi giờ cây đất lở nguyên một cái lỗ hố đó, đây ở trên đó biết bao nhiêu người. Chào bà con nha, đó đừng có nói là ở Mỹ mà đất nó không có bị, nó không có bị gọi là Mỹ mà không có bị đất nó lúng mưa trời mưa mưa nó bị lọt đó. Mưa tới nỗi mà nó nước nó tràn xuống, nó lại xuống ngay chỗ trên đồi đó, cái nhà trên đồi đó. Giờ là đang sợ chuẩn bị cái nhà nó rớt xuống bị lủng quá, có thể ghê không? Chào anh Hùng Vũ nha, ở bên tôi anh Hùng Vũ thấy ghê không anh Hùng Vũ? Cái chào mọi người, nó bị lở đó, nó bị đất slide đó, bị đất đó, nó chạ đất nó slide xuống rồi, nguyên cái lỗ ở trong đó nó không cho mình vô. Tôi cho vô tôi cũng vô tôi quay được. Rồi bây giờ cây nó rớt xuống đó, mấy cây rừng nó cả mấy trăm năm rồi đó, đất nó trồi xuống giờ phải cắt cây, cây nào cây đấy bự gì đó giờ phải cắt, phải không? Không biết còn không ta, má đang like cái thằng chó kia nó gọi vô cái giờ mất like luôn sao ta. Chào mọi người thấy mọi còn like không vậy? Đó cây cây nó bị lỡ á, bị lỡ đất rồi, đúng không? Ngay tại thành phố San Francisco á, ngay đây cái công viên á, nhà thì trên dốc, nhà thì trên dốc các anh chị, đó nhà thì dưới đây là dốc, bây giờ nó lỡ đất thì đất mấy nhà cho nó tội đi mấy người, mấy nhà cho nó là mấy triệu không, mà nó bị lỡ xuống đất nó lỡ á, giờ phải cắt cây, cái cần cẩu á, cái ghê không? Cái cây nó cao, cái cần cẩu nó cao lên mấy trăm thước đó nha, để mấy trăm thước á, nó lài đất may mà nó dưới người ta đã đổ xi măng rồi đó nha, ớ không chứ đừng nói là ở Mỹ mà không có bị đất lở gì đâu. Ớ rồi cho quý vị, các anh chị, bây giờ cái này là 4 giờ chiều thứ năm. Chào anh Vũ Tướng, như tướng khỏe không anh? Cái cây này giống cái cây huynh diệp cho các anh chị, mấy cái lá nó thơm lắm, nó bỏ vô cái nó, cây nó xay, cái cây đó nó cắt cho từng miếng, mấy cái nó xay. Còn mà đất nó lở đó, mưa nó mà cái nỗi mà đất nó lở, các anh chị thấy cây không? Mà nó lở đất mà đất nó lở xuống, cây nó chồi xuống ở trong kia nguyên cái lỗ bự mà nó nuốt bao nhiêu chiếc xe ở trong. Thấy thiên tai năm nay quại lắm, rất là quại. Bởi vì tôi nói đừng nghĩ là có mấy mấy người ở Việt Nam mình không biết, với lại mấy người mà bên nước Mỹ thì cũng nói bậy không à. Có nhiều người nói giống như thằng thằng cấp Sally lên đây cái chửi nói cộng sản thiên tai, đất cát bị cộng sản làm cho thiên tai, đất nó lở của Mỹ nè, mình làm gì làm phải cho nó công bằng anh chị, cho nó công bằng, nó đừng có kiểu mình lên đây cái đổ thừa cái gì cũng vậy. Chỉ có nước Việt Nam bị thôi, ở Mỹ không bị đâu đó. Tôi cho coi đó, người thiệt việc thiệt ngồi nói rồi. Xong có nhiều người nói tại sao mày bêu xấu nước Mỹ, cái này đâu phải bêu xấu đâu, mình chỉ nói về cái sự thật thì đúng sai đâu. Mình ở Mỹ này mình chả có bêu xấu gì nước Mỹ, nước Mỹ chả có gì xấu đó, mình chỉ nói về thiên tai thôi chứ chả có gì. Các chị đồng ý không? Công chuyện
cái gì cũng vậy, mình đừng có kiểu mà bảo thủ quá, là cứ biểu là một chiều không à, cái gì cũng vậy thôi, nên thôi tốt nhất thì tôi cũng chả làm gì cho cái đất nước, hay là tôi chả có cái gì xấu hay đẹp, thì tốt nhất là thôi mình thấy cái gì đúng thì mình nói thôi, chứ thôi đừng có lên đây mà có biểu mày ha, mày bưng bô cộng sản ha, đủ mày như thế này thế nọ thôi, cho tôi xin. Chào tất cả mọi người nha, chào Phước Phan, chào Nguyễn Thiên Bình Nguyễn, rồi